Một vụ việc đau lòng đang được công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra và lấy lời khai sau khi bắt giữ nghi phạm Hà Trọng Quyết về tội sát hại một cháu bé học sinh tiểu học. Theo lời khai ban đầu, Quyết có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân nên đã ra tay sát hại cháu bé để trả thù. Liên quan đến vụ bé trai HTD 8 tuổi, học sinh lớp 3 tử vong với nhiều vết thương bất thường trên cơ thể. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Hà Trọng Quyết, sinh năm 1993, trú tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, để điều tra về tội giết người. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quyết khai nhận, do có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân, đối tượng này nảy sinh ý định giết cháu HTD để trả thù. Khoảng 15 giờ 30 ngày 25 tháng 10, Quyết lấy một con dao cầm ở tay, rồi dắt bò ra cánh đồng trước nhà để cho bò ăn sau đó quyết giấu dao vào trong áo rồi đi tìm cháu đê phát hiện nạn nhân đang đứng chơi ở khu vực gần nhà lúc này quyết nói với cháu đê về nhà để mượn cái bao tải khi về đến nhà cháu đê quyết rút dao chém mạnh vào đầu và một số bộ phận khác của nạn nhân gây án xong quyết rửa sạch hung khí thay quần áo rồi cất giấu sau đó đi ra lùa bò về nhà sinh hoạt như thường lệ nghi phạm và nạn nhân có quan hệ họ hàng trước đây đi làm ở hà nội và trở về địa phương được một vài năm Nghi phạm này cũng chưa có trong hồ sơ quản lý của địa phương về bệnh tâm thần. Ông Nguyễn Xuân Huy, Chủ tịch UBND xã Sơn Ninh cho biết, để làm rõ nghi phạm có mắc bệnh tâm thần, hoang tưởng hay mất năng lực hành vi dân sự hay không, hiện nay các cơ quan chức năng đang giám định tâm thần và tiếp tục điều tra làm rõ. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 25 tháng 10, người chị gái đi học về thì phát hiện ra em trai HTD gục bên vũng máu nên liền hô hoán cầu cứu mọi người. Ngày sau đó cháu bé đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Thời điểm xảy ra sự việc, bố mẹ cháu bé đi làm đồng. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên cơ thể cháu bé có nhiều vết thương ở vùng lưng, tay, phía sau gáy trên đây là những thông tin về tình hình an ninh trật tự chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay kênh youtube dân việt sẽ tiếp tục mang đến những thông tin mới nhất nóng nhất trên cả nước rất mong được những ý kiến đóng góp của khán giả trên cả nước hãy like subscribe và bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh youtube dân việt còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo